Thưa quý vị, mùa thi năm nay lại đến, những bếp lửa yêu thương của các tập thể cá nhân và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Long Xuyên lại trực hồng để mang tới những suất cơm miễn phí, đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng cho các sĩ tử và các tình nguyện viên. Đi chợ từ sáng sớm, lựa chọn những thực phẩm tươi ngon nhất, rồi tự tay chế biến các món ăn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho các thí sinh xa điểm trường thi và các bạn thanh niên tình nguyện. Đó là việc làm thiết thực trong hơn 6 năm qua của các thành viên trong nhóm tình nguyện của thầy Võ Thanh Tùng, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Long Xuyên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, nhóm đã vận động được trên 30 triệu đồng từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân để hỗ trợ gần 700 suất ăn trưa miễn phí cùng những chai nước mát trong 2 ngày diễn ra kỳ thi cho các em học sinh. Mỗi năm thì khi mà vào tháng 6 thì bắt đầu mọi người lại nhộn nhịp để chuẩn bị cái tiếp sức mùa thi, giúp cho các em có những cái suất ăn ngon rồi khỏe để các em có thể làm bài tốt. Thì trong quá trình để mà làm được cái những cái suất ăn ngon mà đảm bảo an toàn thực phẩm đó, thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái nơi mà cung cấp cái những cái thực phẩm có thương hiệu rõ ràng để làm sao cái thức ăn nó được ngon, bổ và khỏe để đảm bảo cái cho an toàn cho các em. Do mình thấy cái tính chất cái điều nó cũng tốt, mình cũng giúp được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Với thêm nữa là đặc biệt là những cái mùa thi thì có những cháu nó ở vùng sâu vùng xa, với một phần nào đó nó có cái điều kiện đi lại nó khó khăn, thì cho nên mình cũng sắp xếp để mà tiếp với nhóm của thầy Tùng để mà hỗ trợ cho các cháu nó có một cái mùa thi nó trọn vẹn. Còn tại trường tiểu học Châu Văn Liêm, những mâm cơm chan chứa tình thương cũng được các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường cùng sự chung tay góp sức của các em tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo. Theo đó, vào buổi trưa mỗi ngày, trường sẽ chuẩn bị hơn 200 suất ăn. Mỗi suất ăn bao gồm đầy đủ các món canh, xào mặn cùng nước uống, trái cây và bánh tráng miệng, đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho các em học sinh. Mục đích là chia sẻ yêu thương đến với các em ở xã Mỹ Hòa Hưng khi đến thành phố Long Xuyên dự thi, thì nhằm giúp cho các em mà sau khi thi xong ra thì các em có được cái bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Từ đó thì sẽ giúp cho các em tinh thần thoải mái và các em sẽ làm bài thi tiếp theo đạt hiệu quả. Ngoài ra thì trường cũng có chuẩn bị các phòng để sau khi các bé ăn xong thì có chỗ để các bé nghỉ ngơi, cũng như bố trí để cho các em bố trí chỗ giữ xe để cho các em để đảm bảo an toàn. Rất là thuận tiện để cho những bạn ở bên Mỹ Hòa Hưng thì sẽ không phải qua đò, rồi có thể lại đây nghỉ trưa và ăn trưa, nó cũng rất là đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với tụi em trong khi thi cử. Cảm ơn các anh chị tình nguyện viên, các thầy cô đã cùng các nhà hảo tâm đã tài trợ suất ăn trưa để cho tụi em có thể thi tốt. Những bữa cơm miễn phí được chuẩn bị bằng cả sự chia sẻ tình cảm dành cho các thí sinh, cùng với đó là sự phục vụ chu đáo nhiệt tình, tạo tâm lý thoải mái, giúp các em có được những bữa ăn ngon, sức khỏe đảm bảo, đạt được kết quả thi tốt nhất. Và tin rằng những việc làm có ý nghĩa xuất phát từ tấm lòng ấy không chỉ tiếp thêm động lực, niềm tin cho các thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, mà còn lan tỏa, nhân lên hành động tử tế trong cộng đồng.